Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Tuất tháng Ất Dậu năm Canh Tý và hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày Bính Tuất, tức can sinh cho chi, có nghĩa là hỏa sinh cho thổ và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, ốc thượng thổ, kỷ tuổi, canh thìn, nhâm thìn, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ đoạn. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi và tuyệt Thìn các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý và Nhâm Tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Tục Thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao hỏa tai xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao nguyệt hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao tam tang kỷ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao ly sàng kỷ cuối cưới hỏi, sao quỷ khóc xấu đối với tế tự, an táng, sao độc hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái và xoay bếp. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Chính Đông. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp phải kiếp tài chiếu mệnh. Cho nên về cái phương diện tiền bạc của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay cực kỳ là xa xỉ khi mà bản mệnh đã không kiếm được tiền, còn lại có cái sự mất mát không ít nữa đó bạn tuổi Tý nhá. Và bạn tuổi Tý trong ngày này bạn dễ tin người cho nên bị người khác lừa gạt chẳng hay ho gì với bạn cả đâu đó. Trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ bất dung cho nên với bạn tuổi Tý đang có cái điềm báo về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Bạn đang có những cái xung đột với những thành viên trong gia đình phần nhiều do cái chuyện tiền bạc mà ra bạn tuổi Tý nhé. Các nhu cầu trong cuộc sống vốn có rất nhiều mà hầu như đều cần đến tiền mới có thể thỏa mãn được. Đó. Trong ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, bạn tuổi Tý bạn cũng đang có cái điềm báo vợ chồng mâu thuẫn do không quản lý được cái tài chính của riêng mình và càng ngày càng không giúp được thêm gia đình. Với bạn tuổi Tý, bạn không nhanh chóng giải quyết cái vấn đề này thì rất có thể khiến cho cái mối quan hệ của bạn đang trên đà rạn nứt đó bạn tuổi Tý nhá.
Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tiền bạc túng thiếu. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, thiếu đi cái sự thống nhất. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, dễ bị lừa gạt. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi, cho nên với bạn tuổi Sửu bạn đang nói ra những lời cay đắng, nhưng thực sự bản mệnh đã quá chán ngán với đối phương và chỉ muốn buông bỏ tất cả nữa rồi. Đoạn ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, những cái mâu thuẫn về tình cảm lên đến đỉnh điểm, cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu không thể tiếp tục chịu đựng được, có nhiều cái chuyện phiền phức quấn quanh làm cho bạn tuổi Sửu thấy tình cảm chỉ là thứ vô dụng mà thôi đó nhá. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bản mệnh tuổi Sửu cần phải chú tâm hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình. Có thể do bạn tuổi Sửu quá căng thẳng cho nên tinh thần bị sa sút. Cái chuyện nghỉ ngơi không được chú trọng, ăn uống cũng không được điều độ. Cái điều này rất chi là ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn tuổi Sửu nữa rồi. Đoạn về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim nên chăm sóc sức khỏe. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tình cảm cần bình ổn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, đừng quyết định quá vội vàng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, còn nhiều chuyện nên phải xem xét lại. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, bạn đang bốc đồng thái quá. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày này rất chi là may mắn. Bạn tuổi Dần bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất, cho nên cái con đường tình duyên của bạn được khởi sắc rực rỡ và bạn tuổi Dần bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cái cuộc sống của mình nữa rồi bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dần đang có được người thầm thương trộm nhớ thì bạn hãy nhân cái cơ hội này để bày tỏ tình cảm của mình, đừng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp, hãy dùng tình cảm chân thành để san bằng mọi cái khoảng cách giữa hai người được rồi đó bạn tuổi Dần nhé. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Dần đang có được cái tin vui về cái con đường tài lộc ùn ùn kéo tới. Cái chuyện làm ăn kinh doanh với bạn tuổi Dần rất chi là thuận lợi, khách hàng nườm nượp vào ra, chẳng lúc nào rảnh rang ngồi đếm tiền mỏi tay nữa rồi đó bạn tuổi Dần nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Dần, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên chọn hai cái hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Đông Bắc để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Dần nhé. Theo khổng minh, ngày 24 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày thiên thương, cũng rất chi là tốt.
xuất hành thì gặp được cấp trên rất tốt, cầu tà tài được thuận lợi, mọi việc được hanh thông, ký kết hợp đồng cũng rất thuận lợi nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, kinh doanh phát đạt. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc hỏa, có tin báo vui mừng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tình duyên đã tới. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, cây tới ngày cho trái. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, làm ăn có tiền đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang biết được cái sức hút của mình nằm ở đâu, cho nên chẳng để lỡ cái cơ hội nhân duyên mà quý nhân lục hợp mang tới cho bạn đó bạn nhé. Và bạn tuổi Mão á, bạn sẽ nhanh chóng trở thành người thu hút được cái sự chú ý của mọi người trong ngày nữa rồi đó. Với bạn tuổi Mão trong ngày này, không lúc nào bạn thiếu cái người theo đuổi, chỉ là bạn có thực sự mở lòng và muốn bắt đầu cái mối quan hệ nghiêm túc hay là không mà thôi nhé. Bạn tuổi Mão, bản mệnh quản phần kiến chọn, cho nên không dễ tìm được người phù hợp với mình đâu đó. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 này với bạn tuổi Mão, các cặp đôi rất có thể sẽ có cái sự bất đồng chút ít, rồi những cái mâu thuẫn ý kiến trái chiều về cái chuyện tương lai. Một trong hai người chưa thực sự sẵn sàng để nâng cấp cái mối quan hệ, trong khi đối phương lại rất chi là nóng lòng rồi đó bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, cần phải bình tĩnh hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, đừng đóng cửa trái tim. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, cần mạnh dạn tiến tới. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, hãy cho mình hạnh phúc nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang cảm thấy dường như bao nhiêu xui xỉu đổ dồn hết vào mình nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên bạn đang có cái điềm báo gia đình có cái sự lục đục, các thành viên không ngừng gây ra cái sự tổn thương cho nhau nữa. Và bạn tuổi Thìn càng là người quan trọng với mình, càng là người mình yêu thương thì càng dễ khiến cho mình đau lòng đó nhá. Bạn tuổi Thìn, bạn chẳng biết phải làm thế nào để chống đỡ lại cái tình trạng này, bởi bạn tình nguyện nhận lấy cái điều này đó. Nhưng trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên ngày hôm nay với bạn tuổi Thìn, bạn cũng cần phải thận trọng với những cái quyết định liên quan tới tiền bạc của mình. Bạn đừng có vội đổ tiền vào khi chưa tìm hiểu kỹ càng, kẻo lại bị lừa gạt đó bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tiền bạc tổn hao. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, gia đạo bất an. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, tổn thương chồng chất. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, ngây thơ tin người thái quá đoạn.
Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang có được báo hiệu tiền bạc rủng rỉnh trong tay nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy tự thỏa mãn những cái nhu cầu của mình. Thiên tài xuất hiện làm cho bản mệnh tuổi Tỵ sẽ có được nhiều cái cơ hội kiếm tiền bằng chính cái năng lực của mình nữa rồi đó. Và trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, bản mệnh chẳng còn nhiều thời gian rảnh rỗi, bởi hôm nay bạn cần phải sắp xếp lại thời gian để có thể làm thêm nghề tay trái. Và bạn tuổi Tỵ, bạn vốn là người tài hoa, chỉ là nhiều lúc người tài lại không gặp thời mà thôi đó bạn tuổi Tỵ nhá. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ, có lẽ với bạn tuổi Tỵ đang tập trung kiếm tiền nên dành thời gian cho gia đình của bạn không có nhiều. Cái điều này khiến cho cái mối quan hệ giữa đôi bên trở nên lạnh nhạt và thiếu đi cái sự quan tâm lẫn nhau đó bạn tuổi Tỵ nhá. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tiền tài như ý. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, gia đình lục đục. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, tình duyên kiếm sắc. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, đen tình đỏ bạc đỏ. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này bạn sẽ có được những cái cơ hội lớn để gặp gỡ cái nhân duyên của đời mình nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn không mấy quan tâm đến cái lời bàn tán của những người xung quanh, bạn chỉ cần đó là người mình yêu thương là đủ rồi. Và ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất, cho nên cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong ngày này rất chi là tốt đẹp, tình cảm có được không phải là cái chuyện dễ dàng. Và bạn tuổi Ngọ, bạn vốn là người thẳng tính, cho nên yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu. Nếu ai động đến mà người bạn yêu thương thì sẽ chẳng được in với bạn đâu đó bạn nhé. Ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ đang có được cái sự đảm bảo về cái nguồn tài chính trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Ngọ, bạn vui chơi thỏa thích, nghỉ ngơi, cho bỏ những cái ngày làm việc mệt mỏi, rồi bạn hãy nạp thêm cái năng lượng để cho cái tuần làm việc mới được tốt đẹp hơn với mình bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Đông Bắc để tăng thêm cái vận may cho mình. Theo khổng minh, hôm nay là ngày 24 tháng 8, là ngày thiên thương rất chi là tốt. Xuất hành gặp cấp trên thì được thuận lợi, cầu tài thì được tốt, mọi việc được hanh thông và ký kết hợp đồng cũng rất tốt bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tiền bạc
Dư Dôi, tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tình yêu thăng hoa. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, nhân duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, không lo về tiền bạc. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 5, số 9. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: màu cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, đây là cái thời điểm mà bạn tuổi Mùi dễ dàng gặp cái chuyện bất ổn trong cái phương diện tình cảm của mình lắm nhá. Bạn tuổi Mùi bạn đang có cái điểm báo quá cứng nhắc mà không chịu linh hoạt, không chịu thông cảm cho cái khó của đối phương đó. Cuộc sống vốn chẳng bao giờ chỉ có màu đen và màu trắng, còn có nhiều màu sắc khác nữa. Và bạn tuổi Mùi, trước khi xét đoán bất cứ cái điều gì, bạn hãy để cho người ấy giải thích đã, hãy lắng nghe người mình yêu đi bạn tuổi Mùi nhá. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn dễ ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe của mình. Và bạn tuổi Mùi, bạn mệnh ăn uống kiếm ngon miệng, không có hứng thú trong cái việc ăn uống. Có thể cái điều này làm cho bạn dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa, mắc bệnh về dạ dày lắm đó bạn tuổi Mùi nhá. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, sức khỏe suy giảm. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, tình cảm bất ổn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, nghi ngờ quá lớn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, đừng hiểu lầm nhau. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc hộc, thuộc mộc, nên biết ơn hiểu biết hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang gặp được quý nhân tam hội ở bên, cho nên cái con đường tình duyên của bạn tuổi Thân nhờ thế mà được vượng sắc hơn rất chi là nhiều. Đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đang còn độc thân thì chẳng lo, không có người yêu thương đó bạn nhé. Và bạn tuổi Thân á, bạn hãy thoải mái thể hiện bản thân mình, chứ đừng có ngần ngại. Ai khi yêu cũng có lúc mù quáng, nhưng trước khi yêu, bạn cần hãy tỉnh táo để chọn cho mình người yêu phù hợp, người có chấp nhận cái con người thật của mình đã bạn tuổi Thân nhé. Và trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Thân, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thổ dưỡng chua kim. Cái điều này làm cho cái cuộc sống hôn nhân của bạn rất chi là tốt. Hôn nhân giữa bạn và người ấy khá chi là lý tưởng. Vợ chồng thương nhau, chăm sóc cho nhau. Bạn cảm thấy yên bình khi được ở bên người ấy và chẳng cần nói cái điều gì nữa đâu đó bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, cuộc sống êm đềm. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, có nhiều người theo đuổi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, đào hoa được vượng sắc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, tình cảm được thăng hoa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 6. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu.
Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo rất dễ mắc sai lầm trong cái chuyện tình cảm của mình lắm nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày Dậu Tuất tương hại. Cho nên với bạn tuổi Dậu, bạn cả nể trong những cái chuyện liên quan đến gia đình, người thân, bạn bè và thường không mấy sáng suốt đâu được. Có thể trong ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn phải trả giá bằng nhiều thứ, có thể là thời gian, tiền bạc hay là công sức của mình. Dù bao lần như vậy, nhưng với bạn tuổi Dậu, tình cảm đáng quý trên hết, bạn chẳng quan tâm tới cái việc có bị người khác lợi dụng hay là không nữa đúng. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim. Dù vậy nhưng người ấy vẫn thông cảm cho bạn, cái cuộc sống về sau buồn vui ra sao hai người cùng chia sẻ với nhau, đó là cái điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ mình làm chuyện tốt nên được đền đáp xứng đáng nữa rồi đó bạn tuổi Dậu nhá. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy dễ bị lợi dụng, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa không quan tâm tới cái lời người khác, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ tình cảm là trên hết, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc có người yêu thương và thấu hiểu, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim biết tin tưởng lẫn nhau đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo những điều không tốt đẹp sẽ đến với mình nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày có thiên quan ám hại, tiểu nhân quấy phá, cái điều này làm cho cái chuyện làm ăn của bạn tuổi Tuất khó hề được suôn sẻ như ý do bị những kẻ xấu bụng ngáng trở bạn đó. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất á, tiền bạc chẳng kiếm được là bao nhiêu và rất có thể còn phải bù thêm do bị thất thoát do kẻ tiểu nhân gây ra. Và bạn tuổi Tuất, bạn cần phải thận trọng với các cái mối quan hệ xung quanh mình và rất có thể bạn đang bị chia mắt đó. Trong ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 dương lịch này, bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Cái sự khô khan có thể khiến cho bạn tuổi Tuất trở nên kém phần hấp dẫn trong mắt người đối diện và khó tìm được người phù hợp với mình nữa đó bạn tuổi Tuất nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa tình yêu không tới, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ tiền bạc tổn hao, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc kinh doanh kém sắc, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim nhân duyên ảm đạm, tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy dễ bị lừa gạt đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này có những lúc không thể hiểu được chính bản thân mình nhé. Và bạn tuổi Hợi, bạn đang có cái sự cố chấp, không chịu lắng nghe lời khuyên của người đi trước đoạn.
Trong ngày này, bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày thủy thổ bất dung. Cái điều này dù làm cho bạn tuổi Hợi đang có cái sự cố gắng để hàn gắn cái sự rạn nứt trong cái mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy, nhưng chẳng hề khởi sắc, thậm chí có thể diễn biến theo cái chiều hướng xấu hơn mà bạn không hề mong muốn nữa đó bạn tuổi Hợi nhé. Và trong cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020 này, đối với bạn tuổi Hợi, những bạn đang còn độc thân thì nên tìm cách để cho người ấy hiểu được tình cảm chân thành của mình. Nếu như bạn cứ cho rằng mọi chuyện có thể đến một cách tự nhiên thì e rằng thời gian phải chờ đợi còn rất chi là lâu nữa đó bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình yêu phai tàn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, dễ hiểu lầm nhau. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, cần thông cảm cho đối phương. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, hãy học cách lắng nghe. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, đừng quá tự tin nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.